chào các bạn. Thì đây là mẫu HP Elite X2 1012 và đây cũng là phiên bản kế nhiệm của cái mẫu Elite X2 1011 G1 mà HP vừa ra mắt cách đây không lâu. Đây là một chiếc máy tính convertible với hai chế độ sử dụng, có nghĩa là ngoài cái việc sử dụng như một cái laptop thông thường thì mình có thể dùng nó như một cái máy tính bảng. Và đây là thiết kế của máy, khi mà mình mở ra thì các bạn sẽ thấy là máy được trang bị màn hình 12 inch, độ phân giải là 1920x1280. Và ở cái mặt ngoài của nó có trang bị một cái lớp kính cường lực tăng khả năng chịu lực và chống chảy xước tốt hơn. Nếu để ý thì chúng ta sẽ thấy là HP đã sử dụng chung cái thiết kế của Elite X2 1020 với lại cái mẫu NV X2 mà hãng vừa giới thiệu tại hội nghị Distri năm nay. Tất nhiên là điểm khác biệt giữa hai sản phẩm này là một máy dành cho người dùng gia đình, trong khi là Elite X2 là hướng đến người dùng doanh nghiệp. Dĩ nhiên là sản phẩm sẽ có thêm một cái số tính năng bảo mật nâng cao hơn. Về cổng kết nối của sản phẩm thì ở đây chúng ta sẽ thấy là bên cạnh phải sẽ có cổng USB Type-C, một cái USB 3.0 và đây là đầu đọc thẻ nhớ. Và bên cạnh còn lại chúng ta sẽ thấy đây là nút nguồn, nút tăng giảm âm lượng, khe gắn SIM. Ở đây chúng ta cũng thấy là sản phẩm đi kèm với lại một cái bàn phím gọi là Travel Keyboard. Thì đây là cái bàn phím vật lý kim cái lớp vỏ bảo vệ màn hình khỏi trầy xước khi mà chúng ta di chuyển. Mặt ngoài của cái cover này nó được phủ một cái lớp vải nhìn rất là đẹp. Đây là cái bút cảm ứng Active Pen mà nó thiết kế tương tự như là cây bút của Surface Pro 4. Tuy nhiên mà cái điểm nổi bật của cây bút HP là có cái độ nhạy cao gấp đôi, tức là có thể phân biệt được đến 2048 cái mức cảm ứng lực. Tất nhiên đây là hai cái phụ kiện đi kèm với máy, bạn không cần phải mua bổ sung như là với Surface Pro 4. Về cấu hình phần cứng mẫu Elite X2 mình nhận được thì ở đây chúng ta sẽ thấy là nó trang bị chip Core M5 6i57, đồ họa tích hợp HD Graphics 515, nghĩa là đồ họa tích hợp của Skylake dòng Y, ổ SSD 256GB và 8GB bộ nhớ RAM. Còn về chi tiết hiệu năng của chip cũng như là hiệu năng tổng thể của sản phẩm thì mình sẽ có một cái bài đánh giá sau. Xin cảm ơn các bạn.